Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Sứ Tư Vật Giới Thiệu. Nếu tất cả mọi nhu cầu mua sắm thì các anh em cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số hotline công ty, đó là 0963889192 và 0965503357, hoặc có thể đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp trên những sản phẩm các anh em mong muốn lựa chọn cho mình. Quay trở lại các anh em ở video clip ngày hôm nay, các anh em có thể thấy một sản phẩm này không hề xa lạ các anh em phải không ạ? Chúng em ghép rất là nhiều với cấu hình combo karaoke đi kèm với cục đẩy liền vang KS2020 này. Với cục đẩy này nói lúc trước về cái hình thức bên ngoài, về cái thiết kế rất là sang trọng, ngôn ngữ thiết kế đời mới nhất hiện nay của năm 2020. Vô cùng sang trọng và tinh tế, nhỏ, gọn, nhẹ. Bề dày của nó chỉ có 5 phân và cân nặng của nó chỉ đạt đến 5kg. Các em đừng thấy nó bé và mỏng nhẹ như vậy, các em nghĩ là công suất không khỏe, không có độ bền không cao. Mà đính chính lại các anh em là công suất con này thì đánh ra đầu ra với hai đầu đính chip này ra nó sẽ đạt đến mức 1.000-1.200W trong một kênh, có thể đánh được những cặp loa full, đánh được những cặp loa full bát 40 hoặc 50 hoặc sub kép đấy. Và sẽ bảo hành chính hãng cho anh em của nhà máy của thương hiệu WeWood này trong vòng 12 tháng đổi mới không cần lý do. Đó là những đã các anh em sử dụng sản phẩm chính hãng này đến từ thương hiệu WeWood, do các kỹ sư người Mỹ thiết kế và sản xuất tại nhà máy bên Đài Loan. Các em thấy nhà máy vì là nó sử dụng mạch Class D nguồn xung rất là nhỏ, mà nó chỉ cần hai quạt làm gió, hai quạt này chạy rất là êm nhé các anh em nhé. Gần như các anh em không nghe tiếng động khi hai quạt này nó hoạt động. Các đường vào đường ra thì em đã nói là hai đường ra new chip đây, hai đường ra new chip này là sẽ đấu trực tiếp ra loa hoặc là sub các anh nhé. Các đường vào thì sẽ có in 1 và in 2. Thì thường là in 1 sẽ bóc tách ra, là sẽ không chung với tín hiệu cùng mắt Bluetooth, và in 2 là sẽ chung cả đường Bluetooth và đường 3.5 ra mặt xem. Thì thường chúng em sẽ chọn cho anh em chế độ in 2 để các bạn anh em có thể là nếu không sử dụng lấy tín hiệu từ trên TV qua dây 3.5 hoặc là AV đưa vào đây thì các anh em có thể dùng Bluetooth, thì con này nó có dâu Bluetooth nhé, lắp cũng không lắp không vấn đề, bởi vì Bluetooth nó đang làm dạng 5.1 hiện nay rất là khỏe. Các đường ra đây, MR này đấy, center sub này, R R và SL này đây, đường cái đường MR này chúng ta sẽ đánh vào đầm loa cái loa vệ tinh đấy, và đường sub này, đường center này, và đường này đường xuất ra để chúng ta có thể giao tiếp kết nối với âm ly qua cái đường này. Rất là cơ bản vậy thôi các anh em. Chúng ta có thể còn chỉnh thì cái chỉnh thì nó đi về chuyên sâu của kỹ thuật được, thì nói 1-2 phút, hướng dẫn 1-2 phút các anh em cũng không thể nào nắm được hết. Thì cái cơ bản là con này nó rất là dễ chỉnh, chúng ta sẽ bằng tay. Đây, chúng ta con này nó sẽ có khóa lốc nhé, khóa lốc với cái các chế độ chúng ta sẽ mở lốc ra, mở khóa ra để chúng ta tinh chỉnh. Như chúng ta có thể chỉnh được tăng nhạc, hiệu ứng nhạc, tăng chép, tăng bass này, tăng delay này. Đấy, tăng delay của nhạc chúng ta có thể tỉnh chỉnh mic, chỉnh echo, chỉnh reverb, chỉnh đường ra sub, cắt sub. Đấy. Chỉnh các ngưỡng vào và khóa, đổi mã số. Rất đơn giản các anh em. Cái này các anh em không cần bận tâm nhé, bên chúng em sẽ hỗ trợ các anh em hết. Kỹ thuật như vậy. Ở video này thì chủ yếu là giới thiệu lại cho các anh em biết thêm về dòng này. Nó đã về khá là lâu rồi. Chúng em có những video cũng hướng dẫn, cũng là ghép combo. Đấy, thì em sẽ chuyên sâu hơn chỉ chút xíu để các anh em có thể biết được những cái dòng như thế này hiện tại rất là nhỏ gọn, xinh xắn và nó có thể khai thác tốt về karaoke gia đình cực kỳ chuyên nghiệp. Thì sau đây em sẽ ghép vào dàn nhạc và chọn một bản karaoke hát tặng các anh em. Và con này hiện tại đang có giá là 6 triệu tại showroom chúng em, bảo hành 12 tháng chính sách của hãng, và hết 12 tháng của hãng thì bên chúng em trung tâm bên showroom chúng em lại tiếp tục có cái chính sách hỗ trợ tiếp cho anh em thêm một năm nữa, có nghĩa là 24 tháng bảo hành. Rồi lòng anh để cho anh
với chim vào. Gió đưa hương được mùi bồ kê, hoang câu hò, hoang câu hò, ta tiếng tình quê, hoang nghe em câu hát lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.